Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. ISVK, Nga tăng tốc phản công ở Kurs trước khi cơ hội khép lại. ISVK báo cáo, Nga đã tăng cường phản công ở Kurs vào ngày 10 và ngày 11 tháng 10 để cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine trước khi điều kiện thời tiết xấu đi, hạn chế khả năng cơ động của họ trên chiến trường. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, họ đã phân tích những báo cáo từ các nhà quan sát quân sự Nga về số lượng cuộc tấn công gia tăng và đòn phản công dữ dội của lực lượng Moscow gần một số khu vực đông dân cư ở vùng Kursk. Đồng thời, ISVK nhấn mạnh rằng bản thân các nhà phân tích cũng chưa thấy bất kỳ xác nhận nào về cuộc tiến công được cho là của quân đội Nga RFAF ở quận Suhansky hoặc việc lực lượng Ukraine được cho là đã tháo chạy khỏi hầu hết quận Kloskoki vào ngày 10 và ngày 11 tháng 10 hoặc thông tin quân đội Ukraine bị bao vây ở quận Korenetsky. Báo cáo có đoạn, các cuộc phản công tăng cường của Nga có thể nhằm mục đích đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực kết trước khi điều kiện thời tiết xấu bắt đầu hạn chế hoạt động tác chiến của họ trên mặt trận. Giới chức Ukraine trước đó lưu ý, RFAF đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công ở Ukraine, đặc biệt là tấn công cơ giới, nhằm tận dụng đường xá và địa hình cô ráo trước khi mùa mưa làm đất mềm, đồng thời hoạt động này của Nga nhằm chiếm lại toàn bộ khu vực Kursk. ISVK dự đoán các chỉ quy quân sự Nga có thể lo ngại điều kiện thời tiết xấu vào mùa thu năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025 sẽ khuyến khích hình thái chiến đấu theo vị trí ở khu vực Kursk và giúp lực lượng Kiev có thêm thời gian để củng cố vị trí tốt hơn. Các lực lượng Ukraine được củng cố tốt hơn với mạng lưới công sự rộng khắp hơn ở khu vực Kursk có thể sẽ khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc đẩy lùi đối phương về bên kia biên giới lực lượng Moscow có thể cảm nhận được rằng cơ hội đẩy đối phương ra khỏi khu vực Kurs với số lượng nhân lực và trang thiết bị mà RFAF quy động để thực hiện nhiệm vụ này đang khép lại, ISVK nhận định. ISVK nhắc lại rằng, Tổng tư lệnh quân đội Alexander Sersky trước đó tuyên bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch kết vào ngày 6 tháng 8, Moscow đã tái triển khai khoảng 50.000 quân từ các khu vực hoạt động khác đến mặt trận Kursk và Bộ Chỉ quy quân sự Nga có thể đang tìm kiếm giải pháp để tránh điều chuyển thêm nhân sự đến khu vực trong trường hợp sự hiện diện của Ukraine tiếp tục cho đến năm 2025. Ông cũng nhấn mạnh, việc tái triển khai như vậy có thể làm suy yếu quân đội Nga ở các khu vực Kherson, Zaporizhia và Kharkov. Các nhà phân tích tin rằng Bộ Chỉ quy quân sự Nga có thể đang tìm cách nhanh chóng đẩy lực lượng Kiev ra khỏi khu vực Kursk nhằm giải phóng năng lượng chiến đấu để tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng bốc rốc và ở phía tây khu vực Donetsk, nơi được ưu tiên hàng đầu của Moscow. Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã không đạt được thắng lợi nhanh chóng ở khu vực Kursk kể từ khi các cuộc phản công bắt đầu vào ngày 10 tháng 9. Đồng thời, việc tăng cường các cuộc phản công có nguy cơ làm cạn kiệt và suy giảm sức mạnh chiến đấu mà quân đội Nga hy vọng sẽ chuyển sang các hoạt động tấn công ưu tiên ở vùng Donetsk, ISVK kết luận. Báo Pháp tiết lộ điều gì đã gây sốc cho lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến. Báo Pháp Le cho biết, việc mất ulegda là một đòn giáng nặng vào tinh thần của quân đội ukraine theo lefidiego sự thất thủ của thành phố pháo đài ulegda một pháo đài tại phía nam donbass là một cú sốc tâm lý cần lưu ý rằng các trận chiến lớn hiện đang diễn ra tại donbass và tất cả đều bị quân đội nga thống trị ở mức độ này hay mức độ khác trong khi đó mức độ đào ngũ trong hàng ngũ lực lượng vũ trang ukraine đang gia tăng lefidiego cho biết thêm bài báo tóm tắt kết quả là một vòng luẩn quẩn khủng khiếp càng có nhiều người đào ngũ, người Nga càng có nhiều lợi thế trên mặt trận, người Ukraine càng rút lui thì hoạt động đào ngũ càng gia tăng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát Ulyda vào ngày 3 tháng 10, thành phố này là thành trì lớn cuối cùng của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Yudnodonetsk. Giờ đây quân đội Nga sẽ có thể tiến tới Velikaya Novosenka ở biên giới với vùng Zaporozhye và Kurakhovo, nơi Ukraine đã trang bị các tuyến phòng thủ hùng mạnh. Ngoài ra việc giải phóng Uleda đã đảm bảo hoàn toàn đường cao tốc donetsk Mariupol và loại bỏ Volnovakha ra khỏi cuộc tấn công. Trong khi đó, tờ Independent dẫn lời một đại diện không muốn nêu tên của văn phòng thủ tướng kiev Stemmer cho biết, Vương quốc Anh không thay đổi lập trường để sẵn sàng dỡ bỏ lệnh cấm Kiev dùng tên lửa Storm Shadow của anh để tấn công vào sâu lãnh thổ của Nga. Sau cuộc gặp của thủ tướng Stemmer với Zelensky ở London hôm thứ năm, trước đó thời báo Telegraph viết rằng Việc xin phép Mỹ để Kiev sử dụng Storm Shadow của Anh tấn công Nga là cần thiết vì lý do tên lửa này được sử dụng song song với các hệ thống của Mỹ. Người phát ngôn của Thủ tướng Stammer cho biết quan điểm về tên lửa Storm Shadow không thay đổi bất chấp cuộc gặp với Zelensky. Tờ Independent nhấn mạnh. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng Thủ tướng Anh, sau cuộc gặp, ông Stammer và ông Zelensky đã nhất trí về sự cần thiết phải đảm bảo cho Ukraine một vị thế tốt nhất có thể trước khi bước vào mùa đông và những khó khăn liên quan đến nó. Trước đó, báo Telegraph đưa tin Ông Zelensky sau khi bị Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối gặp, ngoài các cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, sẽ đến London vào ngày 10 tháng 10 để gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Nga phản công lớn ở Kursk, mặt trận rung chuyển. Nga chính thức phản công lớn ở Kursk, mặt trận rung chuyển. Kênh Military Summary đưa tin tại Kursk, quân đội Nga RFAF lại bắt đầu phản công đột phá trên nhiều hướng và theo các nhà quan sát quân sự, lực lượng Kiev đã rút chạy, từ bỏ vị trí ở Ogovka và Mavievka do nguy cơ bị bao vây. Theo hướng Kubians, lực lượng Moscow đang đột phá qua tuyến phòng thủ Ukraine tại Petrobalivka và giao tranh đang diễn ra ở giữa làng. Ở Bokros, RFAF đang tiến hành thêm các cuộc đột kích trên bộ ở phía nam làng Shelydovo, cải thiện vị trí để vượt qua các thành phố từ phía nam. Phía Bắc Ukraine, Vukleda, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo các cánh đồng và quân đội Nga đã chiếm thêm các phần đai rừng. Kênh Readovka cũng xác nhận Nga đang phản công lớn ở vùng Kursk. Theo đó, sau một thời gian dài trì hoãn do quân đội Ukraine AFU bất ngờ đột kích vào quận Kluskovsky, mọi việc cuối cùng đã tiến triển. Minh chứng là đoạn phim ghi lại trận chiến khốc liệt của các xe bọc thép Nga gần làng Zeleni Silat. Đây là điểm kiểm soát trên đường cao tốc xa Korenevo hay còn gọi là con đường xanh. Trong khi đó, đợt tan băng tháng 10 đang đến gần, điều này sẽ tạo thêm một vết thương cho cả hai bên. Vì vậy, lực lượng Moscow dường như đang tranh thủ từng giờ từng phút để đẩy nhanh tốc độ nhằm đánh bật đối phương ra khỏi lãnh thổ. Dự kiến trong tuần tới, giao tranh tại vùng kết sẽ rất ác liệt bởi Kiev muốn giữ các khu vực đã chiếm càng lâu càng tốt, còn Nga thì đã hạ quyết tâm tiêu diệt nhóm xung kích AFU sớm nhất có thể. Kênh Riba cho biết tình hình chi tiết hơn ở Kursk theo đó, lực lượng Moscow đã phát động được phản công lớn vào một số khu vực ở các quận của Renévo và Shuzha. Các nhóm RFAF tiên phong vào cuối ngày 10 tháng 10 đã đến Zelensky Lad. Điều này cho thấy ít nhất đã có bước đột phá một phần vào tuyến phòng thủ đối phương. Tại quận Luskovo, RFAF đang đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở phía nam Veseloye, tìm cách ngăn chặn các đội hình Kiev tiến về phía xa lộ 38N052 dẫn đến trung tâm quận. Bất chấp khó khăn ở các khu vực khác, AFU vẫn tiếp tục xâm nhập tại đây. Tại quận Korenevo, lực lượng Moscow đã phát động nhiều cuộc tập kích vào các vị trí AFU. Nhóm thiết giáp Nga đã được ghi nhận đang truy đuổi một xe tăng đối phương ở phía tây bắc Seleni Khu định cư này chỉ cách tuyến đầu được đánh dấu trước đó gần Liubimovka chưa đầy 5 km, trong khi nhóm thiết giáp Nga đang di chuyển từ phía bắc. RFAF đã đột phá tuyến phòng thủ Ukraine ở phía bắc, tại khu vực Premia Noye và thực sự các đứt điểm nhô ra trên mặt trận, dọc sâu vào Korenevo và Ongovka. Việc kiểm soát Zelenyshilab sẽ cho phép lực lượng Moscow chặn các tuyến tiếp tế qua xa lộ 38K030, tuyến đường đóng vai trò quan trọng trong hậu cần của AFU. Ngoài ra, còn có các cảnh quay về đoàn xe quân sự Nga di chuyển trên xa lộ Korenevo rút xa hướng tới Zelenyshilab. Điều này cũng xác nhận sự thành công trong cuộc đột kích gần Ongovka. Tại quận xa, lực lượng Moscow cũng đã tiến lên ở một số khu vực và đạt được những thắng lợi về mặt chiến thuật. Theo một số báo cáo, họ đã chiếm lại khu định cư Novaya sorochina và đang tiến về Malaya Loknia. Cũng có báo cáo về một cuộc đột phá sâu của RFAF vào tuyến phòng thủ đối phương ở một khu vực, nhưng vẫn chưa thể đánh giá quy mô cuộc phản công và tin đồn về việc tiếp cận vùng ngoại ô phía bắc xa có vẻ quá lạc quan cùng lúc đó ở phía tây thành phố uav inokodes orion của nga lại xuất kích diệt mục tiêu afu điều này có thể chỉ ra sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công có báo cáo từ hiện trường cho biết quân đội nga cũng đã có những bước tiến đáng kể ở khu vực plekovo theo hướng ulanov và porok nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết nào về cuộc tấn công thành công trong cuộc tấn công kép của RFAF ở quận Korenevo có thể dẫn đến việc bao vây một cụm lực lượng Kiev hùng hậu. Nhưng để làm được điều đó, Nga vẫn cần phải giành lại thêm một số khu định cư khác đã bị đối phương chiếm và củng cố từ lâu. Chuyên gia Mỹ tiết lộ khó khăn bùa vây Tổng thống Zelensky tại quân khu phía Bắc. Tổng thống Ukraine Zelensky đang gặp khó khăn nghiêm trọng cả về ngoại giao lẫn trong khu vực ta chiến. Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis cho biết trên kênh YouTube Deep Dive. Tôi muốn chứng minh rằng ông Zelensky đang gặp rất nhiều vấn đề. Rõ ràng ông ấy đang thua không chỉ về ngoại giao mà còn trên chiến trường, ông Davis cho biết. Theo chuyên gia này, tình thế khó khăn nhất đối với lực lượng vũ trang Ukraine hiện nay là ở hướng Poropsky, nơi ngày càng có nhiều bước đột phá mới trên tiền tuyến. Ngoài ra, quân Ukraine trên thực tế đã bị mắc kẹt ở hướng Torres, ông Davis nói thêm. Sĩ quan này kết luận, Nga đang tiến về mặt chiến thuật dọc theo toàn bộ chiến tuyến, điều này khiến tình hình tại Ukraine càng trở nên căng thẳng hơn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát Ukleda vào ngày 3 tháng 10. Thành phố này là thành trì lớn cuối cùng của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo hướng Chusno-Donetsk. giờ đây, quân đội Nga có thể tiến tới làng Velikaya Novosenka ở biên giới với vùng Zaporozhye và Kurakhovo, nơi Ukraine đã trang bị các tuyến phòng thủ hùng mạnh. Ngoài ra, việc kiểm soát Ukleda đã đảm bảo hoàn toàn đường cao tốc Donetsk Mariupol và loại bỏ Volnovanka khỏi cuộc tấn công. Thư ký Hội đồng Bảo an Sergei Shoigu cho biết, trong một bài phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 là Nga đã kiểm soát gần 1.000 km vuông lãnh thổ vào tháng 8 và tuần đầu tiên của tháng 9, đồng thời mỗi ngày Ukraine thiệt hại tới 2.000 người, bao gồm thiệt mạng và bị thương. Binh sĩ Ukraine ngày càng hoang mang về chiến dịch tại Cớt Hai tháng sau khi Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga ở Cớt, binh sĩ của Kiev ở Donetsk ngày càng trở nên hoang mang với mục tiêu thực sự của nước này. Ngày 6 tháng 8, Ukraine mở cuộc tấn công vào vùng Cớt của Nga khiến Moscow bất ngờ vụ đột kích được xem là đã củng cố tinh thần của binh sĩ ukraine sau hơn hai năm chiến đấu với nga kiev cho biết một trong những mục tiêu của cuộc tấn công là nhằm chuyển hướng lực lượng của moscow ra khỏi cuộc chiến ở miền đông ukraine có lẽ đối thủ đã điều động lực lượng từ các hướng khác đến cớt có lẽ là từ lực lượng dự bị nhưng chúng tôi không cảm thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào ở đây tức mặt trận đồi nhét oleksan một binh sĩ ukraine đang tác chiến gần torres cho biết nếu cuộc tấn công vào cớt chỉ diễn ra trong ngắn hạn nó sẽ củng cố sức mạnh tinh thần của chúng tôi. Nhưng nếu đây là một cuộc tấn công dài hạn và Ukraine dự định bám trụ ở lại cớt, điều này sẽ làm cạn kiệt các nguồn lực chính của chúng tôi, Bogdan, một quân nhân ở Troskivka, cho biết. Ngày càng có nhiều binh lính Ukraine đang vật lộn trước đà tiến của Nga tại Donetsk, tỏ ra băn khoăn về tính hiệu quả khi Kiev quyết tâm duy trì lực lượng tại cớt, theo AFP. Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chúc mừng những người lính vì đã chứng minh rằng họ có thể đẩy cuộc chiến vào lãnh thổ Nga. Ông Zelensky cũng cho biết cuộc tấn công cơ đã làm chậm bước tiến của Nga tại miền đông Ukraine. Những dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở ở Mỹ cung cấp cho thấy Moscow vào tháng 8 đã đạt được đà tiến hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022, tiến vào 477 km vuông lãnh thổ Ukraine. Tuần trước thì quân đội Nga đã giành được thành phố Vuleda và đang tiến tới Poprov, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Cuộc tấn công của quân đội Nga đang tăng tốc, và chúng ta không thể nói rằng cuộc tấn công vào cớt của Ukraine đã đạt được mục tiêu, Johan Mitchell, một chuyên gia quân sự người Pháp cho biết. Với một số binh sĩ Ukraine, việc phía Kiev tấn công vào cớt được xem là xứng đáng. Sergei là một người lính vừa trở về từ cớt cho biết, ván cược của Ukraine ở trên lãnh thổ Nga mang lại lợi thế về tinh thần chiến đấu và lợi ích chính trị. Ukraine đã bắt giữ hàng chục lính nghĩa vụ Nga tại khu vực cớt, động thái giúp Kiev trao đổi các binh sĩ bị Moscow bắt giữ và chiến dịch cớt đã chứng minh rằng Ukraine có thể chinh phục và tiến hành các hoạt động tấn công. Sergei cho biết, nó cũng là thông điệp gửi tới các đồng minh phương Tây của Ukraine rằng Kiev chỉ cần có đầy đủ viện trợ, họ sẽ đạt được lợi thế trên chiến trường. Tuy nhiên, Ukraine dường như chưa phát huy được lợi thế của việc kiểm soát một phần cớt, và điều này có nguy cơ khiến Kiev rơi vào thế bất lợi. Nếu hai bên tổ chức đàm phán, việc Ukraine kiểm soát lãnh thổ Nga có thể giúp họ nâng cao vị thế, nhưng viễn cảnh này khó có thể xảy ra khi mà hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung liệu chiến dịch này có thành công hay không? Về mặt quân sự thì không hẳn, những thành quả về mặt tinh thần chỉ là tạm thời và đang phai nhạt dần. Olivia Kemp, chuyên gia tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược cho biết, việc kiểm soát cớt có lý khi xem xét tới các cuộc đàm phán, nhưng nếu bạn không nghĩ tới các cuộc đàm phán thì điều này cũng hoàn toàn vô lý, ông nhấn mạnh. Và điều nghịch lý ở đây chính là Ukraine đang dồn lực lên cớt, khiến mặt trận chính ở Donbass trở nên lung lay và người Nga đang dồn lực tấn công. Nga có thể biến bước lùi ban đầu này thành một tài sản chiến lược thực sự, chuyên gia Camp cho biết. Gần mặt trận Donbass, một số binh lính Ukraine lo ngại rằng Kiev có thể sẽ xa lầy tại cớt. Bây giờ câu hỏi là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ lấy đâu ra con người, sức mạnh và phương tiện để tiếp tục cuộc tấn công vào cớt hoặc bằng cách nào đó hoàn thành nó? Chỉ có Chúa mới biết câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào, một người lính giấu tên cho biết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích, xin hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.